Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cái chuyên đề hình ôn thi lớp 9 của thầy Trương VM. Nội dung bài hôm nay là bài tập số 11. Cho tam giác ABC là tam giác cân tại A. Có 3 cạnh tiếp xúc với đường tròn tâm O, hay nói cách khác là đường tròn tâm O nội tiếp tam giác ABC tại các điểm DEF. Như vậy ta có 3 điểm DEF là 3 tiếp điểm. Đường thẳng BF cắt đường tròn tại I, DI cắt BC tại M. Người ta bắt mình chứng minh 4 ý sau. Ý thứ nhất, tam giác DEF có 3 góc nhọn. Đây là một dạng cái câu hỏi mới. Đây là một dạng câu hỏi mới. Nó khác với các câu hỏi truyền thống như của mình là định lượng. Ở đây nó bắt mình xác định góc nhọn, nhưng mà góc nhọn là góc bao nhiêu thì chưa biết. Đấy. Có nghĩa là nó đang chỉ mang tính chất là định tính mà thôi. Và thầy tin chắc rằng cái câu này sẽ gây khó khăn cho các bạn học sinh. Đấy, các bạn có thể dừng video lại và thử nghĩ và tự làm xem có làm được không. Nhưng thầy tin chắc rằng cái câu này là một trong những dạng rất là lạ và các bạn sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Nó khác với câu hỏi truyền thống số 1, đó là gì? Chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh tỷ lệ cạnh. Đấy, đúng chưa? Ok nhá. Các bạn cứ thử tự dừng video lại và làm xem có hoàn thiện được cái câu 1 cho thầy hay không. Rồi bắt đầu bật video để xem tiếp nhé. Bây giờ thầy tiếp tục chữa ý số 1. Chứng minh tam giác DEF có 3 góc nhọn. Thế ta đã có là gì? AB và AC là hai tiếp tuyến từ A của đường tròn tâm O, là hai tiếp tuyến từ A của đường tròn tâm O. Thế thì theo tính chất tiếp tuyến đối với đường tròn thì ta có ngay là tam giác ADF là tam giác cân tại A, đúng không? Tính chất thì tiếp tuyến của đường tròn kể từ một điểm thì ta sẽ có AD bằng AF mà. Thế thì đương nhiên tam giác ADF cân tại A. Thế thì ta sẽ suy ra được rằng góc ADF bằng góc gì? AFD. Hai góc ở đáy bằng nhau. Mà trong một tam giác cân, khi hai góc có hai góc ở đáy bằng nhau thì hai góc này luôn luôn phải nhỏ hơn 90 độ. Vì nếu nó bằng 90 độ thì gấp lên 180, mà một tam giác thì không thể có ba góc lớn 180 được. Do đó, đây là tính chất cơ bản của tam giác cân là hai góc ở đáy thì luôn phải nhỏ hơn 90 độ. Và đây là một trong những cái điều khó khăn đối với các bạn học sinh. Các bạn không nhớ ra được cái tính chất này để chứng minh được bài toán. Đấy. Ta suy tam giác cân thì hai góc nhọn 90 độ. Thì khi hai góc đã nhọn 90 độ rồi thì các bạn để ý xem này. Cái góc ADF này có phải là góc giữa tiếp tuyến AD và dây cung DF không? Đúng không? Mà góc giữa tiếp tuyến dây cung thì bằng 1/2 số đo cung DF, đúng không? Thế từ đây thầy suy được rằng số đo cung DF phải nhỏ hơn 180 độ. Vì 1/2 số đo cung là nhón 90 mà. Đấy, được chưa? Thầy diễn giải chi tiết thêm một chút cho các bạn ở chỗ này. Là ta có góc ADF bằng 1/2 số đo cung DF, đúng không? Và loại đang nhỏ hơn 90 độ. Thế các bạn quy đồng 2 lên thì có phải là gì? Số đo cung này nhỏ hơn 180 độ không? Được chưa? Đây chính là tính chất góc giữa tiếp tuyến và dây cung. Đấy, thầy diễn giải chi tiết thêm cho các bạn cái ý như thế. Thế thì ta đã chứng minh được rằng số đo cung DF nhỏ 180 độ rồi, đúng không? Thế bây giờ ta mới xét đường tròn tâm O. Xét đường tròn tâm O có cái góc DEF này thì bằng 1/2 số đo cung DF. Đây chưa? Góc nội tiếp. Đúng không? Góc nội tiếp. Mà ở trên ta đã chứng minh được rằng số đo cung DF nhỏ 180 độ. Thế thì 1/2 của một cái cung nhỏ 180 độ thì có phải suy ra là góc DEF nhỏ hơn 90 độ không? Đây là ý thứ nhất.
Đúng chưa? Nhọn 90 độ. Thế thì thầy đã chứng minh được rằng trong tam giác DEF có góc E nhỏ hơn 90 độ rồi. Thế chứng minh tương tự như vậy, bởi vì ta sẽ có gì? CA, CB là tiếp tuyến, BA, BC là tiếp tuyến, thì ta cũng chứng minh được rằng hai góc còn lại cũng nhỏ hơn 90 độ chưa? Được chưa? Ba cái điều này là giống hệt nhau về cách làm, chỉ thay tên, do đó ta được quyền ghi là chứng minh tương tự. Nhận chứng minh tương tự. Ta có góc gì? EDF nhỏ hơn 90 độ và góc DFE cũng nhỏ hơn 90 độ, thầy ký hiệu là 2. Từ 1 và 2 thì suy ra được rằng tam giác DEF có 3 góc nhọn. Đấy. Từ 1 và 2 suy ra tam giác DEF có 3 góc nhọn. Như vậy là thầy đã chứng minh xong nội dung của câu thứ nhất trong cái bài tập số 11. Đấy. Không biết là có bao nhiêu bạn có thể tự làm được cái ý 1 này. Các bạn hãy comment xuống dưới video cho thầy để biết nhá. Tiếp tục, ta sẽ sang ý thứ 2. DF song song BC. DF song song BC. Ý này thì bây giờ đơn giản rồi. Các bạn biết tại sao không? Vì ta đã có tam giác ADF là tam giác cân, thì góc D bằng góc F. Tam giác ABC cũng là một tam giác cân, thì góc B bằng góc C. Thế thì đương nhiên là hai tam giác cân trung đỉnh A, đúng không? Đấy, thì ta sẽ có là gì? Hai góc, các góc ở gì? Ở đáy sẽ phải bằng nhau, đúng không? Như vậy là ta sẽ đi viết ra được ngay. Hoặc các bạn có thể dùng tỷ lệ Thales cũng được. Ta có AD bằng AF mà AB thì bằng AC đấy, đúng chưa? Đấy. Như vậy là chứng minh ý thứ hai này. Vì tam giác ADF cân tại A, ta suy ra. Suy ra gì nào? AB bằng AF và góc D bằng góc F, đúng không? Thôi ta lấy là AB bằng AF đi. Mà ta lại có tam giác ABC cũng cân tại A thì suy ra. Xin lỗi, thầy sửa lại cái AD bằng AF này. Đây là AB bằng AC này. Thì xét tỷ lệ AD trên AB phải bằng AF trên AC không? Đúng không? Thế thì ta suy ra được ngay rằng gì? DF song song BC. Hoặc tính chất Thales, đúng không? Nó thỏa mãn tỷ lệ thức của Thales mà, thì suy ra hai cạnh song song với nhau, và đấy là điều phải chứng minh. Đúng chưa? Tiếp tục, chúng ta sang nội dung câu hỏi số 3. Chứng minh tứ giác BDFC nội tiếp. BDFC nội tiếp. Đấy. Cơ bản là các bạn nhìn không nhìn thấy có góc vuông. Khẳng định luôn là không nhìn thấy góc vuông đã. Để ta bỏ đi ngay cái cách chứng minh là có hai góc đối đỉnh bằng 90 độ đã. Đúng chưa? Thế thì ta sẽ còn lại hai cách còn lại là gì? Tổng hai góc đối diện bằng 180 độ và góc ngoài bằng góc trong đối diện, đúng không? Thế bây giờ ta thử xem cái phương án chữa hướng dẫn là chứng minh theo cái cách là tổng hai góc đối diện bằng 180 độ có khả thi hay không. Để ta mới nhìn. Thầy sẽ đi chứng minh đi. Cái góc B này cộng với góc E to này bằng 180 độ. Các bạn nhìn thấy hình không? Thầy tô đậm lên tí nhá. Đây. Thầy chứng minh góc B này và góc E này và góc F này bằng 180 độ. Thế ta thấy rằng góc F, gọi là F1 và F2 đi. Góc F1 cộng F2 bằng 180 độ. Nếu ta chứng minh được rằng góc B này bằng góc F1 thì gì? Thì sẽ là xử lý xong bài toán, đúng không? Mà rõ ràng ta vừa khẳng định ở trên rồi. Góc B này cả góc D bằng nhau, mà góc D này bằng góc F1 vì đều là tam giác cân, đúng không? Đúng chưa? Đấy. Thế thì ta xử lý xong được nội dung bài toán chưa? Rất là đơn giản.
Thì bắt đầu ta đi vào chứng minh, trình bày nhá. Ý thứ ba, ta có góc D, đấy, ký hiệu là D1, ký hiệu đi cho dễ gọi tên, D1, đây là B1 nhá. Ta có góc D1 bằng góc F1, D1 bằng F1, được chưa? Và bằng 180 độ trừ đi góc A rồi chia 2. Vì tổng gì? Tổng 3 góc phải bằng 180 độ mà hai góc thì bằng nhau thì tam giác cân. Tam giác ABC cân thì góc B1 cũng bằng góc C và bằng 180 độ trừ góc A trên 2. Thế từ hai điều này thầy suy được rằng góc D1 cả góc B1 bằng nhau. Góc B1 bằng góc D1. Đấy. Mà góc D1 lại bằng góc gì? F1. Suy ra góc B1 cũng bằng góc F1. Mặt khác, góc F1 cộng góc F2 thì bằng 180 độ. Thế từ hai điều này suy ra được rằng góc gì? Góc B1 cộng góc F2 bằng 180 độ. Suy ra tứ giác BDFC. BDFC nội tiếp. Tứ giác BDFC nội tiếp, đúng không? Đấy, các bạn nhìn lại hình này. Nhìn lại hình một chút. Đây, ta có góc B1 này chứng minh được bằng góc F1. Mà hai góc này 180 độ thì suy ra B1 cộng F2 bằng 180 độ. Thế thì hai góc này có phải hai góc đối đỉnh trong một tứ giác BDFC không? Vậy thì thỏa mãn điều kiện của tứ giác nội tiếp chưa? Đấy. Thế ta đã chứng minh xong ý số 3. Tiếp tục, các bạn nhìn sang ý số 4. Người ta bắt mình chứng minh BD trên CB. BD trên CB bằng BM trên CF. BM trên CF. Đấy. Nhìn là thấy hơi lòng hoàng rồi, đúng không? Như vậy là ta thấy phân tích nội dung này. BD CB, BD với CB. BM, BM với CF. Thì ta phải gắn nó vào hai cái tam giác. Chắc chắn là phải liên quan tỷ lệ đồng dạng rồi, đúng không? Thế ta phải gắn các cái này vào tam giác. Ta thấy ta BD cả BM là một tam giác này, đúng không? Và CB và CF là một tam giác này. Thế thì chắc chắn rằng ta phải đi gắn vào tam giác gì? Nhớ rằng người ta kẻ cho mình là đây là kẻ DI cắt BC tại M, đúng không? Ở trên em nhìn xem, cái đường thẳng BF cắt đường tròn tâm O tại I. Người ta kẻ DI cắt BC tại M, nhưng chưa cho góc này góc vuông nha. Thầy đang kẻ thôi. Đó. Chưa cho góc này góc vuông. Và bây giờ em phải đi chứng minh xem liệu hai tam giác này có thể đồng dạng được với nhau hay không. Đúng chưa? Đấy. Như chắc chắn là mình vẫn phải xét tam giác thì BDM. Tam giác BDM. Và cái tam giác gì? CB. CBF, đúng không? Được chưa? Và tam giác CBF. CBF và BDM. Đấy. Thế thì theo cái thứ tự thì các bạn phải chứng minh rằng góc B bằng góc C. Thế là điều phải chứng minh rồi. Ta phải có sẵn cái B bằng D rồi, C rồi, đúng không? Tiếp tục, em phải đi chứng minh được góc D bằng góc M, chính là cái góc D nhỏ này này. Bằng cái góc gì? Bằng cái góc B nhỏ này, đúng không? Đấy. Mà góc D nhỏ B nhỏ đấy thì chứng minh như nào? Đấy, các bạn phải nghĩ. Hoặc là đi chứng minh góc F này bằng góc M này, đúng chưa?
Nào các bạn thử hình dung một chút xem nào. Bạn nhìn kỹ đi, mình dùng các tính chất của đề bài cho thôi. Thế bây giờ các bạn để ý này, rất nhiều bạn có khả năng sẽ bị nhầm lẫn như này. Cái đường thẳng này sẽ là gì? Đường kính, và đây là góc vuông. Đấy, nhưng mà các bạn lưu ý nhé, cái đường thẳng BF của mình là không đi qua ô nhé. Nó chỉ rất sát điểm ô này, các bạn nhìn cho kỹ, nó chỉ rất sát điểm ô thôi, chứ nó không đi qua ô. Do đó, ta sẽ rất dễ ngộ nhận đây là góc vuông. Đúng không? Góc M vuông và góc F vuông. Đấy. Đấy, ý thứ nhất, một trong những cái lỗi sai rất dễ bị ngộ nhận. Chính vì ngộ nhận nó là góc vuông nên các bạn sẽ có ý tưởng chứng minh như này, là cái góc B nhỏ dưới này cộng góc C này bằng 90 độ, đúng không? Đấy. Mà góc C bằng góc B mà, thì góc B này cộng góc này 90 độ thì xuê hai góc này bằng nhau, không, góc D và góc B nhỏ dưới bằng nhau. Đấy, các bạn sẽ bị ngộ nhận là góc vuông như vậy. Thực tế ra nó không phải là góc vuông, và bây giờ ta phải đi chứng minh góc D bằng góc B như sau. Ta có cái góc D này thì phải bằng gì? 1 phần 2 số đo cung DI không? Cái điểm I đây này, thầy viết lại điểm I. 1 phần 2 số đo cung DI. Do đây vẫn là góc giữa tiếp tuyến và dây cung đúng không? Và đồng thời nó sẽ bằng cái góc gì? DFB này. DFB cũng bằng 1 phần 2 số đo này. DFB đây. Mà góc DFB có phải bằng góc B nhỏ dưới không? Vì đây là hai vị trí so le. Do đó ta đã chứng minh xong bài toán. Đúng chưa? Đó. Thế bây giờ thầy sẽ đi trình bày. Xét tam giác BDM và CBF này. Ý thứ tư. Xét tam giác BDM và tam giác CBF. Tam giác BDM và CBF. Có. Bây giờ có cái gì? Có góc B bằng góc C. Đúng không? Góc AB à, DBM bằng góc gì? BCF. Đúng chưa? DBM bằng BCF do là tam giác cân. Ta đã chứng minh ở trên rồi. Có góc DBM bằng góc BCF mở ngoặc tam giác ABC cân. Đấy. Ý thứ hai là ta có góc BDM bằng 1 phần 2 số đo cung DI và cũng bằng góc DFB. Mà góc BDM bằng 1 phần 2 số đo cung DI mở ngoặc góc giữa tiếp tuyến và dây cung. Góc giữa tiếp tuyến và dây cung. Đấy. BDM. Tương tự ta có góc DFI hay DFB đi. Góc DFB bằng 1 phần 2 số đo cung DI. Vậy là góc nội tiếp. Góc nội tiếp. Thế từ hai ý này ta suy ra được rằng gì? Góc BDM bằng góc DFB. Mà cái góc DFB này lại bằng cái góc gì? Góc DFB thì bằng góc FBC do ở hai vị trí so le. Vì câu trên ta đã chứng minh được hai thằng này song song rồi mà, đúng không? Bằng góc FBC. Đi. Hai góc so le trong. Hai góc so le trong.
đúng không? Thế thì từ đây ta suy ra được rằng góc BDM của mình bằng góc gì? FBC. Đấy. Thế thì thầy đánh dấu đây là 2 và đây là 1. Thế thì từ 1 và 2 thì suy ra gì? Từ 1 và 2 suy ra được tam giác BDM đồng dạng với tam giác CBF theo trường hợp là góc góc. Hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc. Thế đã có tam giác đồng dạng rồi thì các em chỉ việc suy ra tỷ lệ thôi đúng không? BD trên BC bằng BM trên CF đúng không? Bằng BM trên CF. Đây, BD trên BC bằng BM trên CF. Thế thì ta đã chứng minh xong. Đúng chưa? Nghĩa là điều phải chứng minh. Đấy. Được chưa? Các bạn nhìn lại đi. Ta chứng minh hai tam giác đồng dạng bằng cái trường hợp là góc góc. Đấy. Và thầy đã phân tích cho các bạn cái lỗi sai trong bài này của học sinh là rất dễ bị nhầm cái góc vuông, hai tam giác vuông rồi nhá. Được chưa? Rất dễ bị nhầm hai tam giác vuông. Đấy. Như vậy là thầy đã chữa xong cho các bạn nội dung của bài toán số 11 trong cái chuyên đề hình. Đấy. Các bạn cố gắng về phải đọc lại, làm lại. Được chưa? Đọc lại, làm lại thật kỹ vào. Bởi vì mỗi một dạng bài, mỗi một bài thầy chữa thì đều có cung cấp các cái kiến thức mới, các cái dạng bài mới để các bạn ôn tập. Thời gian thi của mình cũng không còn nhiều đâu, nên các bạn cố gắng nhé. Chào tạm biệt các bạn.